Xin chào các bạn, bên cạnh mình đây là Honda HR-V thế hệ hoàn toàn mới và đây cũng là cái thế hệ thứ hai. Rất là nhiều những cái sự thay đổi của Honda và chiếc HR-V này gần như đã hội tụ rất là đầy đủ những cái yếu tố bao gồm cả thay đổi động cơ. Bây giờ đã sử dụng động cơ 1.5 lít turbo và tiếp theo nữa đó chính là ngoại thất được mang thiết kế mới cũng như là cái phần nội thất với một cái thiết kế cũng hoàn toàn mới. Và trong cái clip này mình sẽ chia sẻ rất là nhanh với các bạn về những cái điểm mới ở trên Honda HR-V thế hệ thứ hai này. Cái điểm đầu tiên đó chính là các bạn sẽ nhìn thấy một bộ đèn rất là to bản và tất nhiên sử dụng cái công nghệ LED. Nó chỉ thiếu đi một chút xíu về những cái công nghệ chiếu sáng thông minh, ví dụ như là đèn pha thích ứng thì nó không có. Tất nhiên là những cái tính năng mà đèn tự động thì mình cũng có đầy đủ. Và cái phiên bản cao cấp nhất ở đây thì sẽ là trang bị một cái mí LED ở đây. Và khi mà chúng ta mở đèn thì nó sẽ có những cái họa tiết chuyển động nữa. Thay vì cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái chi tiết đó. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phần mặt ca lăng ở đây là những cái viên, nó là giống như là hình chữ nhật rất là nhỏ và nó được phủ một cái lớp giống như màu chrome ở bên ngoài, sáng và nhìn rất là sang. Nói chung cái nét thiết kế này nhìn nó rất là mới và có thể coi là một cái điểm rất là mới của Honda nói chung, không riêng gì đối với chiếc HR-V này. Và có một điểm các bạn sẽ nhìn thấy sẽ có một cái line chỉ đỏ ở đây đó, nó giống như là cái đường nhịp tim của chúng ta vậy, nó giống như là cái hơi thở, cái nhịp thở của chúng ta. Và đây cũng là một cái điểm mà mình cũng rất là chú ý. Đi sang phần bên hông của chiếc xe thì sẽ có thêm một cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái khoảng sáng gầm xe của chiếc HR-V rất là cao và thật sự là cái sàn xe đã rất là cao luôn. Khi mà chúng ta ngồi thực tế ở bên trong thì sẽ cảm nhận được cái chiều cao này. Mình cảm giác như nó cao hơn cả chiếc CR-V nữa. Tuy nhiên mọi thứ thì sẽ có thông số để cho các bạn có thể dễ dàng so sánh. Ở đây là phiên bản cao cấp nhất thì mình sẽ có bộ bánh mâm ở đây. Bộ bánh mâm kích thước là 18 inch, cỡ lốp là 225 và 50R18. Thì bộ bánh mâm này theo như cá nhân mình thấy thì có thể rằng nó chưa hợp mỹ quan con mắt mình lắm. Nó không có xấu, tuy nhiên vì cái diện mạo bên ngoài nó quá đẹp đi. Chính vì vậy cái bộ mâm này trở nên hơi bình thường một chút xíu. Nếu như mà mình là người sở hữu chiếc xe này thì có thể mình sẽ nghiên cứu thay đổi một cái bộ mâm khác. Có thể là vẫn là 18 inch nhưng mà cái họa tiết khác nổi bật hơn, đẹp hơn để nó đồng nhất với cái vẻ đẹp bên ngoài của chiếc xe. Ở trang bị ở đây thì mình sẽ có tay nắm mở cửa thông minh này, có camera để cảnh báo cái phương tiện bên phải mỗi khi mà chúng ta gạt xi nhan, một cái tính năng quen thuộc của Honda. Đây là tay nắm mở cửa phía sau. Đó. Chi tiết này nó hơi lạ này và nó cũng có thể là chưa được đẹp lắm. Tuy nhiên bù lại cái phần đẹp nhất ở đây đó chính là cái phần mái đuôi vuốt về phía đằng sau đây. Các bạn có thể nhìn thấy nó tương tự giống như là những cái chiếc xe coupe châu Âu, ở những chiếc SUV coupe ví dụ như là X4, ví dụ như là Porsche Macan, đại khái như vậy. Đây là một cái nét thiết kế mình đánh giá rất là cao, nó đem lại cái vẻ mỹ quan. Và chưa hết nha các bạn, cái góc vuốt của cái đuôi này nó cũng sẽ không làm cái hàng ghế ở bên trong bị chật. Đó. Tiếp theo ở đây mình sẽ có một bộ đèn công nghệ LED và đặc biệt đó chính là cái dải đèn LED nối liền với nhau. Nó chạy xuyên suốt từ bên trái sang bên phải và chỉ bị chia cắt bởi cái logo ngay chính giữa ở đây. Đây sẽ là có tên của phiên bản này, RS Turbo. Ở cả hai phiên bản của Honda HR-V thì đều không có trang bị cốp điện. Tất cả đều là cốp cơ và chúng ta có một cái không gian cốp rất là rộng. Mình nghĩ rằng đây có lẽ là một cái chiếc xe mà nó đáp ứng tốt nhất về cái nhu cầu về gia đình. Khi mà chúng ta sử dụng gia đình, khi mà nó có một cái không gian rộng như thế này. Và cái không gian ngồi bên trong nó cũng rộng không kém. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ để các bạn có thể xem. Mình đánh giá cái cốp này rất là tuyệt vời trong phân khúc luôn á. Nếu như mà làm một chiếc xe khác thì mình nghĩ rằng họ có thể làm thành một cái chiếc xe 5+2. Ngay khi mà mình ngồi vào cái ghế chiếc ghế lái này á, thì mình sẽ có cảm giác là cái chiếc xe này nó hơi thấp và trong thực tế thì cái chiều cao của chiếc xe đã giảm so với thế hệ trước. Đồng thời cái sàn xe nó cũng nâng cao lên và cái khoảng sáng ở trên đầu mình bây giờ nó chỉ còn khoảng đâu đó khoảng 10 phân thôi. Khi mà nhìn xuống cái khu vực điều khiển trung tâm á, thì mình có thể nhìn thấy những cái nét thiết kế mới, nó gọn gàng hơn, chỉnh chu hơn khi mà đã sử dụng những cái hệ thống phanh tay điện tử, nó giúp một phần gia tăng cái không gian chỗ này. Ngoài ra cái bộ ghế ngồi ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy ghế nó cũng được bọc da và thiết kế theo cái phong cách thể thao, nó hơi ôm lấy cái người ngồi. Ở bên dưới đây mình sẽ có bệ tỉ tay này,
và đặc biệt là cả hai phiên bản của HR-V đều có trang bị chế độ lái Sport, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Và hơn hết là các bạn có thể nhìn thấy cái khoang nội thất nói chung giờ đây nó đã mang một cái thiết kế rất là phẳng, những cái phần da ở đây hay là những cái phần bọc sử dụng những cái vật liệu mềm. Và ngay chính giữa là màn hình giải trí dạng cảm ứng và hỗ trợ đầy đủ những kết nối Apple CarPlay cũng như là Android Auto. Ở bên dưới đây sẽ là những cái nút về điều khiển máy lạnh và mình thích sử dụng những cái nút vặn cơ học giống như thế này. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy được cái bảng đồng hồ điện tử. Thì một phần nó là bảng đồng hồ điện tử, còn một phần ở phía bên tay phải mình đây ấy, thì nó vẫn sẽ là cái đồng hồ dạng cơ. Vô lăng thì ở đây mình sẽ có vô lăng bọc da. Mình không biết nó có phải da tự nhiên không, nhưng mà nhìn nó rất là cao cấp. Và có thể thấy những cái hệ thống phím bấm tích hợp ở đây khá là nhiều. Và đó là vì chiếc xe HR-V được trang bị những cái công nghệ an toàn chủ động. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tính năng và chúng ta cần có thêm những cái phần nút bấm ở đây. Khi mà ngồi vào cái hàng ghế thứ hai thì cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là một cái không gian cực kỳ rộng rãi. Mình nghĩ rằng đây phần lớn là vì cái kích thước xe tốt, tuy nhiên nó lại chỉ có 5 ghế ngồi. Thay vì nếu như một chiếc xe khác thì có thể với kích thước này người ta làm nó đến 3 hàng ghế. Và cái điểm rộng rãi nhất ở đây đó chính là cái chỗ chúng ta để chân. Chúng ta có một cái chỗ để chân cao, ghế ngồi thiết kế hợp lý, ôm hết cái phần đùi của mình ở đây. Và có thể cái khoảng để chân nó sẽ phù hợp cho những người kể cả cao 1m75 chẳng hạn thì vẫn có thể có một cái không gian để chân rất là tốt. Ghế ngồi thì ở đằng sau cũng đều là ghế ngồi bọc da. Tuy nhiên chiếc xe này nó sẽ bị hạn chế về cái phần bề ngang. Các bạn có thể hình dung rằng nếu như mà chúng ta đi hai người thì rất là thoáng, rất là rộng rãi. Tuy nhiên nếu như phải ngồi thêm một người thứ ba ở cái vị trí chính giữa đây nữa thì sẽ rất là khó khăn, rất là chật khi mà nếu như là ba người lớn. Khi mà mình ngồi lên cái vị trí này thì cảm giác nó khá là chơi vơi, tại vì cái vị trí ngồi nó cao hơn so với thông thường. Mặc dù phần đuôi xe thiết kế theo kiểu coupe nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến cái không gian để đầu ở bên trong. Mình có thể nhìn thấy nó là nguyên một cái phần mặt phẳng. Tuy nhiên cái chiều cao ở bên trong của chiếc xe này nó có phần hạn chế, đó là vì Honda đã thay đổi thiết kế khiến cho chiếc xe trở nên thể thao hơn, và đồng thời thiết kế nguyên mẫu nó đã là một cái phần sàn cao và bây giờ nó lại hạ thấp cái chiều cao của chiếc xe xuống, thì có thể cái phần để đầu bây giờ nó đã có hạn chế một chút xíu. Sau khi trải nghiệm nhanh thì mình tổng kết lại nhanh một chút xíu thì ấn tượng của mình đối với mẫu HR-V này đó chính là cái khả năng vận hành với động cơ tăng áp 1.5 lít mới. Nó giờ đây đã không còn cái độ trễ chân ga của một cái động cơ turbo dung tích nhỏ, đồng thời cũng là sự tinh chỉnh hay là thay đổi ở cái hộp số CVT mới khiến cho cái độ nhạy chân ga giờ đây trở nên rất là tốt, và đặc biệt đó chính là nó không còn cái tiếng ồn của cái hộp số CVT nữa. Chính vì vậy cái cảm giác mỗi khi chúng ta đạp ga chiếc xe nó tăng tốc lên rất là tuyệt vời, và mình tin chắc rằng đây vẫn sẽ là những cái mấu chốt để thuyết phục khách hàng khi mà mua cái mẫu xe HR-V này. Tất nhiên rồi, bên cạnh đó vẫn là những cái thiết kế ngoại thất cũng như là nội thất rất là đẹp. Bên cạnh đó sẽ không thể nào không nhắc đến một số những cái hạn chế của một cái chiếc xe thiết kế theo phong cách thể thao, đó chính là cái không gian nội thất về cái chiều cao chưa được tối ưu cho lắm, cũng như là cái bề ngang. Đồng thời cái độ ồn lốp của chiếc xe thì có thể rằng các bạn sẽ cần phải trải nghiệm để có thể cảm nhận thực tế hơn về cái độ ồn lốp của những cái mẫu xe này, bởi vốn dĩ nó đã được thiết kế cho những chiếc xe mang lại cái phong cách thể thao, mang lại cái cảm giác hay là cái trải nghiệm thể thao. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.